Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video. Thưa quý vị, đã rất lâu rồi KTV mới có những video chia sẻ liên quan đến Telegram. Telegram là một mạng xã hội rất chi là phổ biến và thông dụng ở Việt Nam. Và ở video này, KTV xin chia sẻ cùng quý vị cách để tìm kiếm một cái group, một cái channel, hoặc là tìm kiếm những cái tài khoản nickname, tìm kiếm khu vực xung quanh trên Telegram một cách nhanh chóng và hiệu quả. Và ở đây thì tôi đã đăng nhập vào Telegram rồi. Bây giờ tôi sẽ chọn vào contact. Thì ở bước này quý vị có thể tìm kiếm những người bạn đang sử dụng Telegram ở xung quanh bạn. Rồi, để tìm kiếm những người xung quanh, chọn vào Find People Nearby. Thì nó sẽ hiện ra danh sách những người sử dụng Telegram đang ở gần quý vị. Nhưng quý vị lưu ý, để sử dụng được cái tính năng này, quý vị phải cho phép Telegram truy cập vị trí của quý vị. Rồi, bây giờ tôi sẽ chọn vào phần chat để tìm kiếm một cái group hoặc là một cái channel nào đó. Quý vị chọn vào cái ô tìm kiếm. Bây giờ tôi sẽ xóa cái lịch sử tìm kiếm này đi. Ví dụ tôi muốn tìm kiếm một cái sàn giao dịch nào đó, thì tôi sẽ nhập tên của cái sàn đó vào đây. Ví dụ tôi nhập cái sàn KuCoin chẳng hạn, thì nó sẽ ra danh sách. Và quý vị cần lưu ý, những cái group mà nó có dấu tích xanh này là những group rất chi là lớn và đã được xác minh. Đó, đây là group tiếng Anh. Còn quý vị muốn group tiếng Việt thì quý vị đánh thêm chữ Việt Nam thì nó sẽ ra. Đó, và bất cứ một cái sàn nào cũng vậy, quý vị chỉ cần nhập đúng tên sàn. Rồi, đó là cách để tìm kiếm vào những group hoặc là channel. Quý vị cần lưu ý, có những group hoặc channel nó scam, nên quý vị cần phải chọn chính xác những cái group lớn, uy tín, đặc biệt là những người sử dụng crypto để vào những cái group tìm hiểu những thông tin. Hiện nay rất nhiều các group scam, nên quý vị hết sức cẩn thận. Rồi, tiếp theo là phần tìm kiếm một cái nickname. Quý vị cũng nhập vào ô tìm kiếm. Để tìm kiếm một cái nickname, quý vị cần nhập A còng phía trước, sau đó nhập đến tên của người đó. Ví dụ tôi sẽ nhập, đó, quý vị không cần phải nhập hết tên thì nó sẽ ra một cái danh sách lựa chọn bên dưới. Ví dụ bây giờ tôi sẽ nhập một tên khác. Đó. Quý vị chỉ cần nhập gần hết cái tên thì nó sẽ ra danh sách để quý vị lựa chọn. Rồi, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay và bổ ích, quý vị đừng quên đăng ký, chia sẻ, theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Quý vị lưu ý, KTV đã có rất nhiều các video liên quan đến Telegram. Để tránh mất thời gian của quý vị nên tìm hiểu các video trước mà KTV đã chia sẻ, rất rất nhiều những video liên quan đến Telegram.